Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống phần tường VNTV và vẫn đang xem chương trình điểm tin của buổi sáng ngày thứ năm. Và chúng tôi cũng xin phép quay trở lại những phần điểm tin còn lại trong ngày. Thưa quý vị, chúng ta đã biết cuộc chiến Ukraine đã kéo dài tới hơn 100 ngày rồi. Và mới đây thì Biden đã gửi thêm một số những cái hệ thống hỏa tiễn tiên tiến để cho Ukraine có thể chiến đấu một cách hiệu quả hơn. Thì biết cái tin này thì Nga đã nói rằng là chúng tôi biết rằng Mỹ đã đổ thêm dầu vào lửa và các chủ đích và hăm dọa là nếu mà Hoa Kỳ theo đuổi con đường hướng chống lại việc Nga đến cuối cùng thì thể nào có nước thứ ba tham dự chống lại Hoa Kỳ và NATO. Đây là hăm dọa này thì chúng tôi thấy nghĩ là có lẽ là của từ một kẻ điên. Tại vì khi mà chống lại Hoa Kỳ và NATO thì có chỉ cần một nước thứ ba tham chiến là Hoa Kỳ có cớ nhảy vào và lúc bây giờ nước Nga sẽ bị tàn phá bằng cách cái là nặng nề. Cho đến bây giờ thì ông Biden vẫn tỏ ra rất là cương quyết trong cái vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine. Để trả lời cái sự hăm dọa này của Nga thì bên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng cho biết rằng là chúng tôi không để ý đến cái việc hăm dọa này. Việc chúng tôi làm là chúng tôi đã quyết định, chúng tôi không cần hỏi ý kiến ai hết. Đó là cái lời trả lời một cách rất là mạnh mẽ đối với những cái lời hăm dọa của Nga. Chúng tôi biết rằng là Mỹ đã lỡ đâm lao vào lao, chắc chắn là không thể nào bỏ cuộc để cho Nga có thể chiến được Ukraine được. Và chúng ta biết chắc rằng là cái ngày mà Ukraine sẽ đuổi được Nga ra khỏi nước Ukraine cũng không còn xa. Mặc dù bây giờ Donbass và cái miền đông bắc của Ukraine đang bị tấn công rất là mãnh liệt. Và Nga bây giờ dùng cái chiến thuật mới của một tên đao phủ mới, một tên tướng Alexander. Cái tên này là tên đã từng tiêu diệt Syria trước đây và hắn chủ trương là bây giờ muốn đánh thắng ở Ukraine. Chỉ có pháo, hỏa tiễn, pháo như điên, pháo để cho bình địa tất cả các cơ sở mà có thể mà người lính chiến của Ukraine có thể núp vào trong đó được. Đó là một cái hành động cực kỳ vô nhân đạo và phải chịu kẻ mà khát máu cuồng điên mới có thể thực hiện được, thưa quý vị. Nhưng mà chắc chắn thế giới không để yên cho Nga có thể tiến hành cái mục tiêu của mình là chiếm đóng nước Ukraine bằng máu lửa thôi. Dạ, và chúng tôi gặp nhật một cái bản tin khi có hai người gốc Việt tại vùng Lido Sài Gòn của chúng ta đã làm cái dịch vụ mà khai thuế ở đây cũng rất là nhiều năm. Nhưng mà không biết làm sao mà bị buộc tội về gian lận thuế gần lên đến là 1 triệu Mỹ Kim. Thì một người đàn ông có tên là Anton Nguyễn, là cư dân của thành phố Fountain Valley, cũng như là bà Rosemary Phạm, 64 tuổi, là cư dân của Midway City, đã bị truy tố vào ngày 11 tháng 5 vừa rồi khi mà tội lừa đảo. Và ngoài ra thì cái người ông Anton còn bị truy tố 3 cái tội khai gian để được hoàn thuế lợi tức liên bang. Còn bà Rosemary thì bị truy tố là 10 tội đã hỗ trợ và cố vấn khai gian thuế như vậy. Hiện tại thì hai người này đã bị cáo buộc rằng là đã kết hợp với một cái nhân viên xã hội có tên là John Trần, cũng là cư dân của Fountain Valley, để mà lừa đảo và lấy cắp những cái danh tính của những người khác mà làm. Và cái sự việc xảy ra vào tháng 11 của năm 2019 thì ông John đã nhận tội đồng lõa là lừa đảo trong cái vụ khai gian thuế và sau đó chờ tòa để kết án vào ngày 25 tháng 7. Và hiện tại ba người gốc Việt này đang cùng bị cáo buộc là đã lấy cắp những cái danh tính của những người khác để mà lấy tiền của chính quyền liên bang, của tiểu bang cũng như là của quận hạt. Thì cái sự việc cho biết rằng thấy rằng là ông Anton này là chủ của dịch vụ khai thuế Century Travel and Tax tại thành phố Westminster, còn bà Rosemary này là chủ của công ty khai thuế Victoria Tax Service cùng ở tại thành phố Westminster luôn. Và cả hai người đã bị buộc tội khai gian thuế bằng cách là lấy cắp danh tính của những người khác do người đàn ông tên John đã cung cấp như vậy. Và tổng cộng là có 433 những cái hồ sơ bị lấy cắp của những người khác với số tiền lên đến là 973.153 Mỹ Kim tiền thuế đã được. Và cả hai sẽ ra tòa vào cái ngày 26 tháng 7 và cả hai đều không có nhận tội về cái tội danh là mình đã lấy cắp danh tính cũng như là lừa thuế đến gần 1 triệu Mỹ Kim. Thì cái sự việc sẽ diễn tiến như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, ở Brazil vừa rồi có một trận mưa lớn đã gây ra thiệt mạng rất là nhiều người. Thưa quý vị, người ta thông báo là có 44 người chết và 56 người mất tích. Có nghĩa là 100 người đó vừa chết vừa mất tích. Những người mất tích thì chắc là chết rồi, đó bị bùn, đó là
vùi lấp rồi, người ta chưa tìm thi thể mà thôi. Thì có khoảng 25 người bị thương, 3.957 người không có nơi cư trú và 533 người phải di rời. Tức là cái khu vực này, quý vị, mưa khi mà mưa lớn quá thì nó gây làm gì? Thưa quý vị, mưa lớn quá nó là bùn bùn ngập, bùn tràn rồi tới ở bên trên cao tràn xuống và làm lấp những cái căn nhà ở bên dưới. Đồng thời khi mà lụt lên rất là nhanh quá thì người ta không có kịp chạy ra khỏi nhà. Ngoài lại còn những cái nhà khác bị mưa nó làm sập luôn nữa cả nhà, và người ta chơi với dòng nước và bị nước cuốn đi. Thưa quý vị, những trận mưa lớn ở Brazil là những trận mưa khủng khiếp, và người ta còn báo là trong vài ngày nữa còn nhiều trận mưa nữa. Mà trước mắt bây giờ cái lượng cứu hộ tới cả vài ngàn người đã tới để mà cứu giúp và lôi những người còn bị kẹt ở trong cái gốc cây hay là kẹt trong góc nhà ra, để ra, nhưng mà chưa chắc chắn là cái con số này sẽ được tăng cao trong một vài ngày nữa. Thưa quý vị, chúng ta thấy là con người ở đâu cũng vậy, thế giới chỗ nào cũng vậy, cũng có những thảm họa, những tai họa không có thiên nhiên thì do con người gây ra hết. Địch họa là tà thiên họa rồi, rất là buồn. Chẳng không biết là ý thượng đế như thế nào, nhưng mà con người ta sống thế nào thì chắc chắn là chúng ta phải sống mà sao cho đứng đắn, sống ngang lương tâm của chúng ta. Một khi mà trời gọi thì chúng ta cũng thanh thản hơn là sống mà ác độc, mà hại người này hại người khác rồi tranh giành quyền lực. Như bây giờ ở miền Nam Cali này có cuộc cạnh tranh rất là gay gắt về bầu cử sắp tới, đủ mọi phương tiện truyền thông, đủ mọi thủ đoạn tung ra để có thể hại người đối thủ của mình. Thì đó là một cái điều mà những người đó chắc chắn là họ không hiểu là luật trời nó mênh mông lắm, thưa các bạn. Dạ, và một cái bản tin khác chúng tôi muốn cập nhật, khi mà mới đây ngân hàng Bank of America rất là quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta cũng đã bắt đầu có những cái sự tăng lương tối thiểu từ 22 lên được 22 đồng và lên 25 đồng cho tới năm 2025 này. Thì đây là một trong những cái thông báo cho thấy rằng đây là một trong những cái bước chuyển tiếp về có thể đạt được cái mức lương lên đến 25 Mỹ kim một giờ cho đến năm 2025. Và trong những cái năm qua thì Bank of America cũng đã có những cái tăng lương tối thiểu lên là 15 Mỹ kim cho năm 2017, và sau đó lên 17 đồng cho năm 2019, và sau đó lên được 20 đồng cho năm 2020, và tháng 10 của năm ngoái là lên được 21 đồng, và chuẩn bị cho tới năm 2025 sẽ lên được là khoảng 25 đồng. Và đây là một trong những cái vấn đề mà khi mà thông báo của ngân hàng Bank of America cho biết rằng là sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 6 này, và mức tăng hàng năm cho nhân viên toàn thời gian thì cái tổng số tiền lên đến cho một cái nhân viên là khoảng là 45.000 Mỹ kim cho một năm. Thì đây là một trong những cái nỗ lực mà theo như bà giám đốc của Bank of America cho biết rằng là đã được ghi nhận như là những cái và đã được ưu tiên đầu tư vào những người nhân viên để cho có những cái mức lương cạnh tranh trên cái thị trường này, để có thể giữ được là những cái ứng viên tiềm năng của họ và mà giúp cho cái đời sống của những người này có thể trở nên tốt hơn mà làm cho cái cuộc sống của họ cảm thấy thoải mái trong cái thời điểm mà đang bị inflation, là bị lạm phát hiện tại. Và trong một cái thông cáo thì cũng đã cho biết rằng là đây là một trong những cái công việc rất là quan trọng của ngân hàng để mà giúp cho cái quan hệ đối tác chặt chẽ, và những cái tổ chức phi lợi nhuận và những cái nhóm vận động như là những cái tổ chức cộng đồng người tiêu dùng và những tổ chức bảo vệ về môi trường kết hợp với mạng lưới tập thể và chuyên môn để có thể tạo ra một cái sự ảnh hưởng mạnh trong cộng đồng của nhân viên của chúng tôi cũng như là trong tất cả trong cộng đồng. Thì đây là một trong những cái tin đáng mừng khi mà Bank America đã có những cái thông báo như vậy. Thưa quý vị, bây giờ lại một lần nữa là tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu tòa phúc thẩm cho cái lệnh là bắt buộc những người mà đi trên phương tiện chuyên chở công cộng thì phải đeo mặt nạ, tức là máy bay, đi xe lửa, xe buýt, bắt buộc những người này lên phải đeo mặt nạ. Đấy là cái sự kháng cáo của chính phủ liên bang đối với một cái phán quyết của một cái bà thẩm phán Kathleen Kimball Mizell ở Florida. Bà này cho rằng cái lệnh mà bầu người ta lên trên máy bay phải đeo mặt nạ đó là vi phạm luật pháp. Và sau khi bà tuyên bố như thế thì các hãng khác không có quyền bắt buộc người ta phải đeo mặt nạ lên nữa. Và từ đó bây giờ vi khuẩn COVID vẫn lây lan tùm lum. Mà cho tới ngày hôm nay thì cái con số những người mà lây lan virus vẫn tăng cao ở Los Angeles, ở ngay chỗ chúng tôi ở đây. Tức là đã tăng cao rồi, ở miền Nam Cali là chúng tôi, thí dụ như là quận Cam hay là San Diego thì chưa thấy có triệu chứng gì, nhưng mà Los Angeles là cái nơi đông đúc mà rất là dư cư trên đó thì đa phần là những người mà thuộc loại mà kêu là low income á. Thành ra cái vấn đề mà không có
cần phải đeo khẩu trang á, làm cho cái bệnh này lây lan rất là nhanh. Thì không biết là những cái bà thẩm phán, những cái người mà chỉ dùng cái suy nghĩ của một cách thiền cận của mình ra phán quyết bằng cách lệch lạc như thế để hại đến sức khỏe của con người, hại đến sức khỏe công cộng của tất cả mọi người trên nước Mỹ, thì không biết họ suy nghĩ gì, về nhà ăn cơm có ngon không. Chúng tôi phản đối, cực kỳ phản đối những cái người thẩm phán mà vô trách nhiệm như thế. Dạ, và chúng tôi quay lại với một cái bản tin khi mà thành phố Westminster cũng đã vừa công bố ra cho thấy rằng là một trong những người gốc Việt 100% là bà Christine Corden này. Bà đã được hội đồng của thành phố Westminster được bổ nhiệm làm tổng quản trị với cái số phiếu lên đến là 100% là 50. Thì trước đó bà là giữ một cái chức là quyền tổng quản trị tạm thời vào cái ngày 30 tháng 8 của năm vừa rồi. Khi là đang là thư ký cho thành phố này và cũng đang là tổng quản trị Marwan Yourself đã tuyên bố là nghỉ hưu trong cái thời điểm đó. Thì hội đồng thành phố sẽ chuẩn thuận một cái hợp đồng làm việc cho bà trong cái ngày tháng 6 sắp tới này, chỉ còn vài ngày thôi. Bà là một trong những người gốc Việt, thì không biết là bà đã cho biết rằng là cái bản tin cho thấy rằng là bà sinh ra và lớn lên tại cái vùng Orange County này và là một trong những người con của Việt tị nạn và cha cũng là từng là không quân của Việt Nam Cộng Hòa xưa. Và sau đó thì bà lấy chồng, thì bà lấy theo cái họ chồng là Corden, nhưng hoàn toàn là họ là người Việt hoàn toàn 100%. Thì đây là một trong những cái tin rất rất là mừng cho những người phụ nữ gốc Việt của chúng ta đã có những cái chỗ đứng trong Hoa Kỳ trong suốt những bao nhiêu thập kỷ mà chúng ta đã qua đây để định cư, xem như là một cái nước Hoa Kỳ thứ hai. Thì xin gửi lời chúc mừng bà Christine Corden. Thưa quý vị, một cái tin này cũng lạ lùng quá, ta đọc mà cũng không hiểu sao con người ta nó ma quỷ nó ám vào nhiều người. Một cô dâu bị ngay phù rể tấn công tình dục ngay đêm tân hôn. Thì trong khi đó thì ông chồng tức là ông chồng mới cưới, tức là ông rể thì uống rượu say mềm ngoài phòng khách. Cô dâu vào phòng mệt quá, đi vào phòng tắm xong rồi ngủ mình, thì ngay ông phù rể nhào vô tấn công tình dục cô ta. Và cô ta sau khi nhận thấy là mới đầu tưởng là chồng mình, sau nhận thấy không phải chồng mình, la lên chạy ra phòng kêu ông chồng. Và lúc bây giờ thì ông chồng mới thức dậy và kẻ kia vẫn theo dõi tỉnh bơ. Bây giờ thì cái người mà tấn công tình dục đó vui vẻ một chút xíu thì bây giờ rồi sẽ bị kết án nó nặng, ít nhất là 20 năm tù. Thưa quý vị, cái chuyện này thật ra lạ lùng quá, chưa hề thấy xảy ra. Cái này ở Singapore, thưa quý vị. Dạ, và tới đây thì chương trình Điểm Tin của buổi sáng ngày thứ năm của chúng tôi cũng đã chấm dứt. Phương Thảo và chú Tất Tiến cũng xin kính chúc quý khán giả có một ngày an lành. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.